Vụ giang hồ khống chế giám đốc bệnh viện sốc với số tiền phạt và lãi của trùm tín dụng đen. Thưa quý vị, tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu nhóm tín dụng đen khai nhận giám đốc bệnh viện chưa có tiền trả nên đối tượng đã tính lãi nặng và thu theo ngày với tiền phạt và lãi là 25 triệu đồng một ngày. Liên quan đến vụ nhóm tín dụng đen khống chế giám đốc bệnh viện ở Đồng Nai, Báo chí cho hay, sáng ngày 22 tháng 12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đã tạm giữ 14 đối tượng có hành vi xông vào bệnh viện Tâm Hồng Phước ở Đồng Nai và đâm bị thương ông Nguyễn Thế Thử, giám đốc bệnh viện. Công an xác định Đặng Văn Toàn hay còn được gọi là Toàn Đen là người cầm đầu nhóm tín dụng đen. Tại cơ quan điều tra Toàn khai cho bác sĩ Thử vay 550 triệu đồng. Do chưa có tiền trả, Toàn đã tính lãi nặng và thu theo ngày với tiền phạt và lãi là 25 triệu đồng một ngày. Khi Toàn và nhóm người đến đòi số tiền gốc 500 triệu đồng, ông Thử đang ở trong phòng làm việc. Tại đây, Toàn đột quát tháo và dùng tay hành hung ông Thử và lấy đi một cục tiền từ ngăn kéo của ông. Phản ứng lại, ông Thử bị Toàn dùng cây bút đâm thẳng vào người. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của vợ chồng Toàn và tìm thấy một cuốn sổ ghi hàng chục trang về việc cho vay nặng lãi. Thông tin về sự việc trước đó, báo chí đã đưa tin Chiều tối ngày 21 tháng 12, hai người phụ nữ cùng hơn 10 đối tượng giang hồ kéo tới Bệnh viện Đa Khoa Tâm Hồng Phước gặp ông Nguyễn Thế Thử để nói chuyện đòi nợ. Sau một lúc nói chuyện, nhóm giang hồ khống chế uy hiếp ông Thử. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo xử lý vụ việc. Hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ theo dõi khiến cho giao thông quanh khu vực ủng ứ. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ bao gồm Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an thành phố Biên Hòa và Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ lập tức có mặt tại hiện trường để bao vây, khống chế các đối tượng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Giám đốc bị giang hồ khống chế, được Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đồng Nai trực tiếp giải cứu, khai gì về khoản nợ nửa tỷ đồng. Ngày 22 tháng 12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Đặng Quang Toàn, thường gọi là Toàn Đen, 38 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cùng vợ của Toàn. Ngoài ra, cảnh sát cũng tạm giữ 12 đối tượng khác được cho là có liên quan đến hành vi khống chế giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ. Công an đang điều tra làm rõ hành vi hoạt động cho vay nặng lãi dân sự của nhóm người trên. Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm. Theo đó, ông Nguyễn Thế Thử, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước, có quen biết với vợ chồng Toàn. Khoảng 10 năm trước, ông Thử xây dựng bệnh viện và phát sinh nhiều khó khăn về tài chính. Ông Thử đi mượn tiền ở bên ngoài để duy trì hoạt động của bệnh viện. Trong đó, ông Thử vay của vợ chồng Toàn hơn nửa tỷ đồng và vẫn thanh toán lãi đầy đủ. Cho đến thời gian gần đây, giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước kinh doanh khó khăn, ông thử chậm trả lãi cho vợ chồng Toàn và bị chủ nợ tính lãi, đồng thời phạt thêm tiền trả chậm là 25 triệu đồng một ngày. Chiều 21 tháng 12, vợ chồng Toàn cùng 12 đối tượng Giang Hồ có một phụ nữ tìm đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước ở đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để gặp ông Thử đòi nợ. Sau đó, nhóm kéo vào phòng ông Thử uy hiếp, yêu cầu trả số tiền là nửa tỷ đồng. Chưa dừng lại, nhóm này đánh ông thử, lấy một cục tiền từ ngăn kéo bàn làm việc của ông này. Giám đốc bệnh viện rằng co thì toàn dùng bút đâm vào người và sau đó uy hiếp đánh ông thử, yêu cầu ông trả nợ. Một số người trong bệnh viện vội báo công an. Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ theo dõi khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ. Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, gồm Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Biên Hòa và Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ lập tức có mặt tại hiện trường để bao vây khống chế các đối tượng. Trong tối cùng ngày, nhiều tổ trinh sát tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng giang hồ. Qua đó, Công an thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi. Dạng sáng ngày 22 tháng 12, Công an mới hoàn tất việc khám xét. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.